quý vị khán giả, cặp đôi nào khi yêu nhau cũng mong muốn có thể nắm chặt tay nhau để xây dựng hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, có nhiều cặp đôi thì họ không may mắn được như vậy. Họ gặp nhiều sự trở ngại và có khi là sự ngăn cản từ chính gia đình, từ người thân của họ. Và tiết mục ngay sau đây sẽ là một lời cảnh tỉnh chia sẻ cùng với các phụ huynh. Đừng can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của con cái nếu như các con của chúng ta đã thực sự trưởng thành, nhất là về mặt tình cảm. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện này. Và câu chuyện đó được kể bởi thí sinh Ngọc Quyền. Giờ má nói gì con có biết không? Con có nghe, con có hiểu hay không? Đi về với má, về với má ngay. Hai người cứ nói đi. Tôi quay clip lại, tôi up Facebook. Có gì người ta sẽ binh vực cho hai người. Má ơi, con không bỏ vợ của con được. Con không bỏ con của con được đâu má ơi. Cô ơi, cô đừng làm như vậy mà cô. Trời ơi, tôi giang lại con, cô tránh xa con, tôi ra đi. Má, Hoài ơi Hoài, em có sao không Hoài? Má ơi, Hoài đang mang thai đó má. Cháu nội của má đó má. Cưới xin gì ở đây mà là cháu với chắc hả? Nè, cái chức bà nội nó lớn lắm, tôi kham không có nổi đâu. Trời ơi, dì ơi, chắc con giết má chết luôn hay cái gì. Bây giờ con đi về với má không? Con đi về với má. Cô ơi, con xin cô ai nghĩ lại mà thương. Thời gian 2 năm chung sống với nhau, chung sống rồi bây giờ cô biểu tôi chấp nhận hả? Cô có biết rằng thời gian 2 năm cô chung sống với con tôi là cô biết là gia đình tôi khổ sở như thế nào không? Cô dụ dỗ con tôi bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ tổ, bỏ tông nó mà đi theo cô. Cô ơi, cô nhìn lại cô đi. Cô nhìn lại cô đi. Cái thứ con gái chưa cưới mà đã chữa. Trời ơi, chưa cưới mà đã chữa. Hoài ơi, Việt, bây giờ không có nói nữa. Theo má về. Theo má về, không có nói nữa. Má ơi, con lại má. Bây giờ con muốn má chết hay sao? Theo má về. Má. Người cứ đi đi, đừng đánh đoạn đường ta có nhau. Giờ đây mình em bước đi. Người yêu ơi, sao đã biết ta phải xa cách rời. Vẫn nên lưu kỷ niệm khôn nguôi, nhưng chỉ còn ngọt ngào trên môi. Đành tan vỡ những ký ức trôi dạt theo gió mắt rơi mà người đâu hay, tiếc thương cho cuộc tình không may. Đổi thay sao hả Việt? Sao? Má ơi, má đừng ép con. Nếu má ép con, con sẽ chết cho má vừa lòng. Tôi sẽ chết cho các người vừa lòng. Sao? Con chết cho má vừa lòng. Cái gì mày đòi chết con ơi? Được rồi, mày chết đi. Mày chết đi, mẹ sẽ mua cho mày cái hộp. Mày chết đi, tao sẽ mua cho mày cái hộp. Anh Diệp ơi, anh Diệp. Anh hãy chờ em đi anh Diệp. Anh Diệp ơi, anh Diệp.
trên môi đành tan vỡ. Những ký ức trôi dạt theo gió trời, nước mắt rơi mà người đâu hay, tiếc thương cho cuộc tình không mấy đổi thay. Anh Việt ơi, anh đang đâu rồi? Anh Việt, anh Việt, anh đứng đây. Anh Việt. Nếu anh chết thì mẹ con em sẽ chết theo anh, còn nếu sống thì chúng ta cùng sống. Dù khổ nhọc hay đói nghèo thì mình cũng không thể xa nhau. Anh đành sao rồi. Hiểu và tình anh biết phải chọn sao, xa em anh chết cả linh hồn, nhưng mẹ cha thì chẳng xót thương. Em xin anh chớ nên tuyệt vọng, còn có em và con ở trong đời. Nhưng cách hai ta cũng không thể đổi thay tình yêu chung thủy. Chỉ khi máu tim không còn tuôn chảy, khi mặt đất ngừng quay và bầu trời sụp đổ, thì giữa màn đêm của đường về cõi chết, tay vẫn cầm tay mình quyết chẳng. trong
anh không chọn sai. Chúng ta yêu nhau, chúng ta đắp xây cuộc sống này bằng chính sức lực, chính đôi tay của mình. Thì tại sao ba mẹ anh không nhìn ra điều đó chứ? Đó là tại em. Hoài, tại em không tốt để chứng minh cho gia đình anh thấy được điều đó. Tại em không phải là con gái hoàn hảo để xứng đáng với gia đình anh. Không, không đâu em ơi. Em vì yêu anh, em đã hy sinh cho anh quá nhiều. Vậy thì xin anh, hãy để em vì yêu anh mà hy sinh cho anh lần chót. Anh Việt, anh đừng tìm đến cái chết. Chúng ta đấu tranh là để được sống bên nhau. Còn nếu đấu tranh mà để anh phải chết thì thà là em chấp nhận xa anh. Quay! Anh không thể, anh không thể xa em. Còn con của chúng mình, nó sẽ ra sao đây? Nó sẽ sống với cha hay sống với mẹ? Còn anh nữa, anh sẽ sống ra sao khi thiếu em đây Hoài? Hoài ơi, anh phải làm sao? Anh phải làm sao để hả Hoài? Không biết. Em không biết. Thôi giấc mơ đã tan hết rồi, chúng ta hãy về thôi anh, giữ cho nhau những ngày hôm nay. Dù còn chưa hiểu tình ta thôi đành chờ nhau trong thương nhớ. Sao để tròn đôi bên, hiểu cho anh chẳng đành xa em. Biết xa cách thương nhớ nhau sẽ là đau sầu, hiểu anh phải giữ ta đành chia lìa. Về đi anh ơi, mẹ già đang chờ mong mai này. Con khờ thành nhân, mai ra còn có ngày gặp cha, em sẽ chờ đợi anh. Hoài, em hết thương anh rồi sao? Em yêu anh. Em yêu anh đến cháy lòng, cháy dạ. Nhưng từ khi em sắp được làm mẹ, em mới hiểu tình mẹ dành cho con bao la biết nhường nào. Anh Việt ơi, chúng ta qua vội cãi lời mẹ cha để đến bên nhau, mất đứa con này anh đau đớn muôn phần. Vậy thì
không có ai phải chết cả. Tất cả đều phải sống. Sống để tự chịu trách nhiệm những việc mà mình đã lựa chọn. Hoài, cô không trông chờ ở một đứa con dâu tài giỏi, danh giá, giàu sang. Cái cô mong là mong ở đứa con dâu có hiếu, có tình, biết đạo, biết lý để làm con. Những cái gì nãy giờ con nói với thằng Việt, cô đã nghe và cô đã hiểu con. Cô cũng đã sai lầm. Sai lầm là ép hai đứa con đến bước đường cùng. Nhưng mà ở đời thì đâu có ai hoàn hảo. Nếu chúng ta thương yêu nhau, chúng ta phải giúp nhau để sửa chữa sai lầm, để chúng ta có được một gia đình hạnh phúc. Má ơi, má thương con, má chấp nhận hoài, chấp nhận con của con nha má. Nha má. Má vì con, má vì đứa cháu của má, má chấp nhận. Má, má ơi, cảm ơn má nhiều lắm. Cảm ơn nghệ sĩ Võ Minh Lâm. Cho tôi ôm hai người nghệ sĩ đã giúp cho bé Ngọc Quyền hôm nay. Cảm ơn chị Thanh Lý Thu. Chị cảm ơn Võ Minh Lâm. Tuyệt vời. Hai người đại diện làm cho tôi thực sự xúc động. Cảm ơn rất là nhiều. Vô con. Lý Thu ơi, em diễn quá à. Em tưởng đâu bữa nay em thi chứ. Bữa nay ba người chấm em nha. Bỏ hết chấm mình em. Quá trời diễn. Cảm quá ơn chị Lý Thu, cảm ơn Võ Minh Lâm một lần nữa. Cảm ơn Võ Minh Lâm. Một cái kết thật đẹp cho chuyện tình yêu của hai bạn. Tình yêu không chỉ là cái sự mãnh liệt của hai người đến với nhau, mà nó còn là sự vị tha nữa. Và các bạn đã có được điều đó trong tình yêu của mình, cho nên là đã lay động được những người xung quanh. Một câu chuyện diễn ra trên sân khấu của Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ, nhưng mà vẫn nghĩ rằng là giá trị của câu chuyện này thể lan tỏa đến tất cả mọi người, và chúng ta có thể tìm thấy đâu đó trong cuộc sống này, và hy vọng là sẽ không có mối tình nào bị cản trở nữa. Còn nếu như nó có xảy ra thì cũng sẽ nhờ cái sự vị tha mà có thể hóa giải hết tất cả. Trước khi lắng nghe ý kiến của chị Ngọc Huyền thì xin mời anh Kim Tử Long và chị Thoại Mỹ ạ. Từ nãy giờ anh xem, anh cũng biết được là Ngọc Quyền sẽ lái cái cốt truyện này với cái phần tích cực là sẽ cho hai em hạnh phúc bên nhau, chứ không như trên mạng là bây giờ không biết là cặp đó như thế nào. Quyền đã bẻ tình huống trở lại với cái hướng tích cực. Nhưng mà nếu cái đầu mà có thêm bà nội nữa đó còn hay nữa. Tại vì trong cái mạng là bà nội bà dữ lắm. Trời đất ơi, bà la con này quá trời của đất luôn. Đó, thì thêm cái nhân vật đó mà để cho bà Hồng Nga bà vô bà làm nữa. Thôi rồi, cái kịch này nó hay dữ lắm. Dàn dựng thì anh không nói. Thì Quyền chỉ đã làm cho em có một cái tiết mục rất là hay, rất là hấp dẫn và có hậu. Ở đây anh muốn nói với giọng hát của em. Giọng hát của em vẫn là giọng hát nội lực, vẫn là một cái giọng hát hay, vẫn là một cái giọng hát mà đáng gườm trong cái chương trình Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ này. Vì thế cho nên là anh chỉ chúc em là làm sao hãy giữ sức khỏe. Giữ sức khỏe làm sao cho giọng mình trong trẻo hơn nữa, ngọt ngào hơn nữa. Và cái anh muốn góp ý nhỏ thôi, em có thể là em sẽ sửa được ngay. Và chị Huyền thì chỉ sẽ góp ý với em là những cái tình huống nào mà mùi mẫn tình yêu như thế này, mùi mẫn như thế này, thì chúng ta nên tìm cái cách ca ngọt ngào hơn nữa, truyền cảm hơn nữa thì nó say hơn. Còn bắn thì có thể là kiếm chỗ để mà bắn chồng lên, nhưng mà có những chỗ là phải ngọt ngào, dịu dàng để mà đi sâu vào với cái làn hơi của mình, tình cảm hơn nữa. Và anh hy vọng rằng bước vào vòng tới nữa, anh sẽ thấy được Ngọc Quyền không phải là ca nội lực nữa, mà là nội tâm. Lúc đó anh sẽ càng cho tim em nhiều hơn nữa.
nha. Chúc mừng em. Cảm ơn anh Kim Tử Long. Xin mời chị Thoại Mỹ ạ. Cảm ơn Huyền đã cho một tiết mục rất là dễ thương, dàn dựng dễ thương. Bắn tim cho chị Thoại Mỹ. Trời ơi, tôi đứng giữa mà bắn xuyên qua được tụi đây, xuyên qua bên kia luôn. Tự nhiên lát anh có hai cái lúng đồng tiền luôn á. Như anh Long đã nói hồi nãy giờ rồi thì giọng ca của Huyền là giọng ca đẹp, giọng ca có nội lực. Nhưng mà góp ý thì anh Long cũng đã góp ý rồi. Là chị Mỹ chỉ khen em và hôm nay em diễn có tiến bộ hơn những vòng trước. Mình có giọng ca đẹp rồi, có nội lực thì mình nên biết tiết chế, đặt để nó vào chỗ nào để cho hấp dẫn hơn, để nó cuốn hút người hơn ha. Chị Mỹ chúc mừng em. Cảm ơn chị Thoại Mỹ. Và bây giờ sẽ là những lời vang ngọc từ huấn luyện viên của bạn đây. Xin mời chị Ngọc Huyền ạ. Chị Ngọc Huyền rất là tự hào về em trong ngày hôm nay. Bởi vì những cái lo âu của chị Huyền cho những cái chỗ diễn của em, cho những cái cách ca của em, em đã làm cho chị rất là hạnh phúc, vỗ tay liên tục. Và bên cạnh cái hạnh phúc đó, em đã làm cho chị xúc động. Còn cách ca thì chị Huyền với anh Long với chị Mỹ, ba đứa cũng đều có cái ba cái trường phái ca khác nhau. Cho nên chị khẳng định là em ca tuyệt vời ngày hôm nay, rất là hài lòng chị. Bởi vì tròn vành, rõ chữ, đúng nhịp, ca tình cảm và diễn tả được cho người nghe, người xem biết mình đang làm gì. Điều đó em đã hoàn thành cái tác phẩm mà chị đã tin tưởng, thương yêu và giao cho em. Rồi chị, cái tên thôi đọc là đã giống nhau rồi. Cho nên như vậy là đã đủ để tự hào khi mà là một gia đình, đúng không Quyền? Yeah. Đây là một cô gái mà phải nói là cô sở hữu quá nhiều những điểm đặc biệt. Một ngoại hình sáng sân khấu, một giọng hát mượt mà, một khả năng sáng tác cũng rất là đỉnh. Còn rất nhiều những điều đặc biệt mà Vân nghĩ rằng là riêng tại sân chơi này thì quý vị khán giả sẽ nhận thấy rằng đây là một trong những thí sinh tài năng nhất và hoàn toàn có cơ sở để đi đến vòng cuối cùng đêm chung kết của chúng ta. Và một lần nữa chúc mừng Ngọc Quyền với tiết mục này.